Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Ray-Ban đã được ship.vn mua tại Joma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay. Bên trong mình sẽ có đặt mua hai mẫu cùng một mã nha các bạn, đến Ray-Ban. Và đây chính là hóa đơn từ Joma Shop, nguồn gốc sản phẩm rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nha. Đây, mình sẽ lấy ra một chiếc để có thể cho các bạn có những góc quay ha. Và một chiếc bóc rất là quen thuộc, mới 100%. Trên nắp hộp chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp về những cái thông tin sản phẩm bên trong như là tên thương hiệu Ray-Ban, tên từ bộ sưu tập Brown Flash, đây Brown Flash Blend Light Round. Chúng ta sẽ có một cái màu trồng là màu nâu sáng nha các bạn. Giá niêm yết cho mẫu sản phẩm là 178 đô, với mã sản phẩm ở dưới đây. Họ viết nó khá là dính nhau, hơi khó nhìn một chút xíu. Thì mã sản phẩm này mình cũng có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi nha. Và mình cũng đọc luôn, mã sản phẩm sẽ là RB3447N0045150. Rồi bây giờ mình sẽ mở lắp hộp ra nha. Đeo vào tay phải nó hơi trơn cho nên khó mở hơn rất là nhiều. Đây, bên trong chính là chiếc túi da đựng mẫu mắt kính của chúng ta ngày hôm nay. Thông thường Ray-Ban họ sử dụng hai tông màu cho chiếc túi da mặc định này, đó là tông màu nâu như các bạn thấy với logo Ray-Ban màu đen rất là đơn giản thôi, và một tông màu nữa là tông màu đen với logo Ray-Ban màu vàng rất là nổi bật. Đó chính là hai cái tông màu mặc định cho chiếc túi da đựng mắt kính nha. Và mình rất thích Ray-Ban ở điểm này, đó là họ trang bị chúng ta chiếc túi da chúng ta có thể mang ra ngoài rất là thoải mái, đi xe hơi hay là xe máy chúng ta đều có thể bảo quản nó một cách rất là cẩn thận. Thì mình sẽ mở chiếc túi da này ra nhé. Bên trong ngoài nhân vật chính chúng ta sẽ có thêm một số cái phụ kiện đi kèm như khăn lau chuyên dụng của Ray-Ban nha các bạn, và một sách hướng dẫn sử dụng của họ rất là đơn giản thôi. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta được bảo quản rất là kỹ lưỡng. Ray-Ban họ bảo vệ hai chiếc càng kính cũng khá là đơn giản bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính như thế này thôi. Đây, mình sẽ tạm thời lấy ra nha. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, cực kỳ đẹp luôn các bạn, đến từ bộ sưu tập Ray-Ban Round của Ray-Ban. Và mẫu này sẽ có tên là Ray-Ban Round, đơn giản vậy thôi. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 50mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên ở trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, cũng như là chi tiết hai bên thái dương của mình nha. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng, giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang, vừa phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới là dành cho bạn. Về loại kính được sử dụng trên mẫu này, chúng ta sẽ có một tròng kính Brown Classic B15. Chữ B trong B15 chính là viết tắt của chữ Brown các bạn, tức là màu nâu, chính là màu của tròng kính này. Còn con số 15 là để chỉ việc tròng kính này chỉ để 15% ánh sáng lọt qua tròng kính, trong khi 85% ánh sáng còn lại sẽ bị chặn lại. Tuy nhiên bạn nên biết rằng là ánh sáng bị chặn ở đây là ánh sáng nhìn thấy được chứ không phải là tia UV gây hại nha. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là tia UV hay còn gọi là tia tử ngoại sẽ bị chặn lại hoàn toàn 100%. Và ở trên mắt kính này chúng ta sẽ được trang bị một cái tông màu Radiant. Đây là một cái hiệu ứng được sử dụng khá là phổ biến, có nghĩa là cái tròng kính chúng ta sẽ được nhuộm màu có phần phía trên là tông màu tối nè, và dần dần chuyển xuống phía dưới sẽ là tông màu sáng hơn. Đây là một loại tròng kính phù hợp với những ai lái xe thường xuyên, vì phần phía trên của kính có thể giúp cho chúng ta có thể tránh khỏi ánh sáng mặt trời, và còn phần phía dưới thì vẫn đảm bảo cho chúng ta quan sát rõ hơn các bản điều khiển cũng như là tay lái, từ đó chúng ta di chuyển một cách an toàn hơn rất là nhiều. Về cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một chiếc cầu kính là 21mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm. Và thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây. Ở mẫu này mình thấy rất là rõ ràng rồi.
Càng kính ở mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính tương đối dài nha các bạn. Hầu hết kính râm và kính mắt của Ray-Ban thì đều có những cái số đo kích thước cũng như là mã sản phẩm được in ở bên trong càng kính bên trái. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là nó sẽ hơi khó nhìn một chút xíu vì đây là một cái càng kính kim loại, nó khá là nhỏ. Chúng ta sẽ có mã sản phẩm sẽ là RB3447-N nè các bạn. Đến từ bộ sưu tập Brown Metal, chính là kim loại đấy các bạn. Đây, Ray-Ban Brown, tên bộ sưu tập nha. Và mã màu sẽ là 004-51 như các bạn có thể thấy. Và chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật là 50 này, 21-145, đó cái số của mình vừa nói đó các bạn. Độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính của chúng ta. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu ha, Ray-Ban, cùng với dòng chữ Made in Italy và cái chuẩn mới UKCA. Đó là những cái thông tin của chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Và bên ngoài càng kính thì các bạn có thể thấy đây là một trong những cái đặc điểm rất là quen thuộc trên các mẫu Ray-Ban Brown, đó chính là những cái họa tiết chấm tròn được xếp cạnh nhau, nó đều như thế này đây, rất là đẹp. Kể cả trên cái phần khung kính luôn nha các bạn sẽ thấy họa tiết này xuất hiện rất là nhiều. Nó tạo nên một cái dấu ấn riêng dành cho bộ sưu tập Ray-Ban Brown của Ray-Ban. Và dạng khung ở đây chúng ta vẫn sẽ thấy ngay, nó là dạng round, tức là dạng khung tròn. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có màu gân metal, tức là màu xám nòng súng các bạn, chúng ta thường gọi như thế để có thể dễ dàng phân biệt ha. Chất liệu khung ở đây sẽ là kim loại nè, gọng kính bằng kim loại rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt nè, mẫu mã cũng rất là đa dạng và tinh tế. Gọng kim loại được coi là sang trọng hơn gọng nhựa khá là nhiều, như các bạn thấy điển hình ngay trên sản phẩm này rồi. Và tích hợp cho nhiều lứa tuổi nè, và người làm việc trong môi trường trang trọng lịch sự thì rất là phù hợp với những chiếc mắt kính có gọng kim loại như thế này. Tổng kết lại thì các bạn có thấy là sản phẩm của chúng ta sở hữu một cái thiết kế rất là hiện đại, trẻ trung với cái kiểu dáng thời trang phù hợp xu hướng hiện nay, dễ dàng kết hợp với khá là nhiều kiểu trang phục từ đơn giản, thoải mái cho đến sang trọng và tinh tế. Đồng thời thì bạn cũng có thể sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau như là đi dạo phố hay đi làm thì đều tăng cái độ nổi bật và thu hút của bạn đối với mọi người xung quanh. Đây, rất là đẹp luôn các bạn, sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay nó mang một cái dáng dấp cổ điển retro hơn khá là nhiều. Đây, một cái Ray-Ban Brown được sử dụng khá là phổ biến nha các bạn ha. Trên tròng kính của Ray-Ban thì luôn luôn sẽ có chữ ký của thương hiệu. Đây, cực kỳ sắc nét, được khắc laser nha. Và chúng ta sẽ có thêm một cái chi tiết khắc laser ẩn tên viết tắt thương hiệu ở bên đây, tròng kính bên trái nha. Đây, Ray-Ban RB. Và một điểm nữa đó chính là phần chân gá mũi. Ở sản phẩm này chúng ta có một cái đệm mũi trong suốt, có thể dễ dàng nhìn thấy được những cái chi tiết bên trong phần chân gá mũi. Và bên trong đây chúng ta cũng sẽ có tên viết tắt của thương hiệu nha, RP này, các bạn có thể thấy nó cực kỳ sắc nét. Đây là những chi tiết rất là nhỏ giúp cho các bạn có thể phân biệt giữa một chiếc mắt kính hàng chính hãng so với những chiếc mắt kính hàng kém chất lượng khác. Đây, rất là đẹp luôn các bạn. Qua các góc quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn, móp hay trầy xước phía trên phần khung ha. Mình sẽ show lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Khung nè, rồi phần cầu kính nè, càng kính nè, tất cả các chi tiết còn mới 100%, rất là hoàn hảo luôn. Khớp kính còn rất là chắc chắn rồi, các bạn không phải lo lắng về điều này. Đây, rất là chắc chắn luôn. Và đó cũng là một số cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay đến từ thương hiệu Ray-Ban. Và đó cũng là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu kính của Ray-Ban nói chung cũng như là mẫu Ray-Ban Brown ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát cũng như là kính mắt với nhiều cái kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.